Bom hạt nhân là một vũ khí mạnh ở mức độ hủy diệt. Nó khác biệt hoàn toàn so với những loại bom hay chất nổ thông thường. Nó không chỉ có sức hủy diệt kinh hoàng trên mặt đất, mà còn thổi bụi phóng xạ chết người lên cao hàng chục km vào khí quyển. Bom hạt nhân sử dụng nguyên tắc phân hạch để sản sinh ra năng lượng. Phản ứng phân hạch xảy ra khi ta bắn các hạt neutron vào hạt nhân nguyên tử. Quá trình này giải phóng nguồn năng lượng rất lớn và theo đó là phóng xạ chết người. Sau rất nhiều cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học đã phát hiện ra uranium-235 và plutonium là những nguyên tố phù hợp nhất để thực hiện phản ứng phân hạch. Bởi bom hạt nhân lấy năng lượng từ chuỗi các phản ứng phân hạch dây chuyền, càng nhiều phản ứng xảy ra, sức công phá càng lớn. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, hiện nay Mỹ có khoảng 5.500 vũ khí hạt nhân, trong khi Nga có khoảng 6.000. Tuy nhiên, vũ khí hiện đại mạnh gấp 20 đến 30 lần so với những quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Nếu Mỹ và Nga kích nổ tất cả những gì họ có, đó có thể là một sự kiện kết thúc nền văn minh chúng ta. Sức tàn phá khủng khiếp của bom hạt nhân đến từ nhiều yếu tố như vụ nổ sẽ tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ với nhiệt độ lên đến hàng triệu độ C, những nạn nhân ở gần tâm vụ nổ bị thiêu cháy hoàn toàn. Tiếp theo đó, sóng xung kích được giải phóng, tạo ra những chấn động phá hủy nhà cửa trong bán kính vài km, những cơn gió với vận tốc âm thanh cuốn theo lửa và nhiệt độ từ quả bom, tạo thành các cơn bão lửa đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng. Vụ nổ hạt nhân còn tạo ra mây bụi và các hạt phóng xạ giống như cát, phát tán vào khí quyển, được gọi là bụi phóng xạ hạt nhân. Tiếp xúc với bụi này có thể dẫn đến ngộ độc bức xạ, làm hỏng các tế bào của cơ thể và thậm chí là gây tử vong. Mây bụi có thể cản ánh sáng mặt trời, khiến nhiệt độ giảm đột ngột và rút ngắn mùa sinh trưởng của các loại cây trồng cần thiết. Sản lượng cây trồng có thể sụt giảm đáng kể trong nhiều thập kỷ, dẫn đến nạn đói ở khắp nơi. Nếu một vũ khí hạt nhân 300 kiloton tấn công một thành phố có diện tích bằng thủ đô Washington DC của Mỹ, rất nhiều cư dân sẽ không thể sống sót. Những người gần đó cũng sẽ phải đối mặt với thương tích nặng nề. Một liều lượng phóng xạ chết người sẽ bao phủ phần lớn thành phố và một chút ở Virginia, cách tâm vụ nổ hơn 200 km. Bức xạ nhiệt, cái nóng sẽ đi đến các vùng của Maryland cách 40 km, xa hơn một chút là tới Virginia, và tất cả những người cách tâm vụ nổ 35 km sẽ bị bỏng độ 3. Các chuyên gia ước tính rằng một quả bom hạt nhân duy nhất có thể giết chết khoảng 300.000 người ở khu vực Washington và làm nhiều người khác bị thương. Tùy thuộc vào số lượng bom rơi và sức công phá của các vụ nổ, số lượng người thiệt mạng có thể hơn. Vũ khí càng lớn thì bán kính thiệt hại càng lớn. Sức công phá của một quả bom hạt nhân cũng phụ thuộc vào cách nó được kích nổ. Nếu vũ khí tấn công đất liền, vụ nổ sẽ tạo ra nhiều bụi phóng xạ hơn do bụi bẩn và các vật liệu khác bị ném vào bầu khí quyển. Nhưng nếu một quốc gia kích nổ quả bom giữa không trung, các sóng xung kích chạm tới mặt đất sẽ bật ra và khuếch đại lẫn nhau, kéo theo sức phá hủy rộng lớn hơn nhiều. Theo cơ quan bảo vệ môi trường, vụ nổ trên không này cũng có thể đưa vật liệu phóng xạ lên cao tới 80 km vào bầu khí quyển. Các quốc gia dựa vào mô phỏng và thử nghiệm vũ khí để dự đoán những tác động này, nhưng rất khó để biết một cuộc tấn công hạt nhân thời hiện đại sẽ diễn ra như thế nào trong đời thực. Không có tiền lệ lịch sử nào cho việc này, bởi lần duy nhất vũ khí hạt nhân được sử dụng trong một cuộc xung đột là Thế chiến II. Hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản năm 1945 là lần đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm này, và cũng mong là lần cuối cùng vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh. Quả bom đầu tiên, có tên Little Boy, được thả xuống Hiroshima, có sức công phá khoảng 13 đến 18 kiloton, tạo thành một cột khói hình đấm cao 6 km, đồng thời giải phóng bức xạ ra không khí. Quả bom đã ngay lập tức lấy đi mạng sống của 80.000 thường dân sống ở thành phố này. Quả bom nguyên tử thứ hai, có tên Fat Man, được thả xuống Nagasaki 3 ngày sau đó, có độ hiệu quả cao hơn Little Boy, khi quả bom này lấy năng lượng từ plutonium và tạo ra được vụ nổ lên đến 21 kiloton, hình thành một cột khói hình đấm cao hơn 8 km và khiến 40.000 người thiệt mạng. Mặc dù hai quả bom mà Mỹ sử dụng đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng, nhưng con người còn tạo ra được những quả bom nhiệt hạch có sức mạnh gấp hàng nghìn lần Little Boy và Fat Man. Sa bom 3 của Liên Xô là quả bom khủng khiếp nhất từng được kích nổ trong lịch sử nhân loại, với sức công phá lên đến 50 megaton, tương đương với 50 triệu tấn thuốc nổ TNT. Vụ thử nghiệm này có thể thấy được từ khoảng cách lên đến 1.000 km, tạo ra cột khói hình nấm cao 64 km.
Thậm chí, những phi công lái máy bay chở theo quả bom trong cuộc thử nghiệm này chỉ có 50% cơ hội sống sót. Vậy nếu giả định một quả bom hạt nhân 100 megatons phát nổ trên một thành phố, thì điều gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, quả bom có thể sẽ được kích nổ trên một thành phố cách 14,5 km trên không trung để tối đa hóa thiệt hại do sóng xung kích từ vụ nổ tạo ra. Trong vòng 10 phần triệu giây sau khi phát nổ, tâm của đầu đạn sẽ đạt nhiệt độ lên tới khoảng 100 triệu độ C, tức gấp 4 đến 5 lần nhiệt độ ở trung tâm mặt trời. Một quả cầu khí siêu nóng sẽ hình thành, mở rộng ra bên ngoài với vận tốc hàng triệu km mỗi giờ, ép không khí ở rìa của quả cầu lửa, tạo ra một luồng sóng xung kích có kích thước và sức mạnh khổng lồ. Quả cầu lửa sẽ có đường kính lên tới 6,1 km. Sức nóng khổng lồ và ánh sáng từ vụ nổ sẽ gần như ngay lập tức thiêu rụi 32,6 km trên tổng diện tích khoảng gần 3.350 km2. Bán kính bức xạ nhiệt có thể gây bỏng cấp độ 3, lên tới 160 km trên tổng diện tích khoảng gần 26.450 km2. Trong vài giây sau khi phát nổ, những đám cháy bùng phát cách tâm vụ nổ vài km sẽ bùng cháy dữ dội. Những đám cháy này sẽ làm cho những khối không khí nóng khổng lồ bốc lên, hút không khí mát hơn từ các khu vực xung quanh về trung tâm vụ nổ từ mọi hướng. Những cơn gió lớn sẽ làm đám cháy lan rộng và chúng sẽ bắt đầu hợp lại với nhau để tạo thành một ngọn lửa khổng lồ duy nhất. Năng lượng do đám cháy hàng loạt này giải phóng sẽ lớn hơn từ 15 đến 50 lần so với năng lượng do vụ nổ hạt nhân ban đầu tạo ra. Cơn bão lửa này sẽ nhanh chóng tăng cường độ, đốt nóng một khối lượng không khí khổng lồ và bay lên với tốc độ gần 480 km một giờ. Hiệu ứng ống khói này sẽ kéo không khí mát từ bên ngoài vùng cháy về phía trung tâm đám cháy với tốc độ hàng trăm km mỗi giờ. Những cơn gió siêu nóng trên mặt đất này có cường độ mạnh hơn bão, sẽ vô cùng dữ dội. Nó mạnh đến mức có thể bật cả gốc cây có đường kính hơn 1 mét, hút những người từ bên ngoài đám cháy vào đó. Những cơn gió kinh hoàng này có nhiệt độ lên tới hàng trăm độ C. Trong hàng chục phút sau vụ nổ, mọi thứ trong bán kính khoảng từ 32 đến 73 km xung quanh vụ nổ sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một cơn bão lửa siêu khổng lồ. Vùng cháy xung quanh tâm vụ nổ sẽ có tổng diện tích đến 3.350 km2. Bão lửa sẽ hoành hành trong 3 đến 6 giờ và nhiệt độ trung bình của không khí trong vùng cháy có thể từ 200 đến 260 độ C thiêu rụi mọi thứ. Với sức mạnh khủng khiếp như thế, số lượng người thiệt mạng có thể lên đến hơn 8 triệu người, ngay cả những người có thể tìm được nơi trú ẩn trong các tầng hầm thấp của các tòa nhà lớn cũng có thể bị chết ngạt do oxy trong không khí bị đốt cháy hoặc bị nấu sống khi nơi trú ẩn của họ bị làm nóng trong điều kiện giống như cái lò nướng. Ngọn lửa sẽ dập tắt tất cả sự sống và phá hủy hầu hết mọi thứ trong bán kính hủy diệt. Và cuối cùng, bụi phóng xạ bắt đầu phát tán ra, khiến môi trường sống bị hủy hoại. Tính cho đến nay, chiến tranh hạt nhân vẫn đang là một mối lo ngại đối với con người. Và nếu nó xảy ra, thì khi đó, nó sẽ là một sự kiện đặt dấu chấm hết cho nền văn minh nhân loại.